Xin chào mọi người, đây là video tiếng Việt của món bánh khoai môn hấp. Bánh sau khi chín thì rất là thơm mùi khoai môn, còn phần nhân khoai môn thì ngọt bùi và dẻo dẻo, rất là ngon. Đây là những chiếc bánh khoai môn sau khi đã được hấp chín và để nguội. Bánh này khi ăn nguội sẽ ngon hơn là ăn trong lúc nóng. Phần nhân bánh là những miếng khoai môn nhỏ, mềm, dẻo và rất là thơm. Thời gian để bảo quản bánh trong tủ lạnh là từ 3 đến 5 ngày. Và với thời gian khoảng 15 phút thì mình đã hấp chín được những cái bánh khoai môn này. Bánh đặc biệt có độ dẻo ngọt và thơm lừng mùi khoai môn. Mình chuẩn bị sẵn một cái tô và cho nước với muối để ngâm khoai môn khoảng nửa tiếng. Khoai môn gọt vỏ thật sạch, sau đó mình sẽ sắc mỏng và ngâm nước muối 30 phút. Và mình dùng 86g khoai môn. Khoai môn sau khi đã sắc ra thật nhỏ, mình sẽ cho vào tô và đem đi hấp trong 20 phút ở lửa trung bình cao, sau đó đem ra để nguội. Và trong công thức này mình sẽ dùng 290g bột năng và 25g bột gạo. Trộn đều bột năng với bột gạo với
120g đường cát trắng. Sau đó mình sẽ trộn với 650ml nước màu tím, trộn bột từ 1 đến 2 phút cho bột tan. Sau đó mình sẽ cho phần khoai môn hấp vào trộn chung với bột. Khuấy bột ở lửa nhỏ cho đến khi bột đặc lại thì mình sẽ tắt bếp. Chuẩn bị những cái khuôn để hấp bánh khoai môn. Thoa một lớp dầu ăn mỏng vào trong từng cái khuôn. Sau đó cho bột vào. Và trong thời gian mình thoa dầu vào khuôn, mình sẽ chuẩn bị một cái xửng hấp thật sôi. Bột bây giờ đã đặc lại, mình sẽ tắt bếp và cho vào khuôn.
Hấp bánh ở lửa trung bình với thời gian là 15 phút. Đây là những cái bánh khoai môn sau khi mình đã hấp khoảng 15 phút và mình để bánh cho thật nguội trước khi lấy bánh ra khỏi khuôn. Bánh khoai môn mềm dẻo với phần nhân khoai môn có vị ngọt bùi, rất là thơm ngon. Đây là một trong những món bánh thích hợp cho những ngày hè nóng nực, như một món bánh để ăn vặt. Và món bánh này mình ăn nguội cho nên không cần phải hâm nóng lại trước khi ăn. Thank you.